năm để lượt giờ. Rồi em nhảy xuống em mới thấy nó ba bốn thằng phải sợ thật. Là cả chắn đấy. Khẩu khẩu đao giống giống nhau nhỉ? Khẩu nào ý hệt khẩu súng hả? Sao đau bụng ấy nhỉ? Ui, khẩu này X5. Toàn bấm không dính đứt bắn ra. Bên này có C4 này mọi người. Đi qua sông này. Xe lại luôn. Xe có cầu kìa mọi người. Thì bắt thằng phán kìa. Sao mình chuyện là ống này cửa bắt cứu của mình nhỉ? Có lịch thật. Không nhiều kiểu gì ấy. Cuộc sống mà nhỉ. Đó là mình bắn trước mà. Kiểu anh biết sao em chọn đúng thời điểm. Có anh bắn nó yếu rồi. Chỉ nói hay em chọn đúng thời điểm. Em chọn đúng thời điểm nó yếu em bắn. Hay không bằng hên không biết đâu. Ở đây lấy máy bay đi chơi nhỉ. Đi lại được anh ấy. Đi lại đây chơi. Đi qua bắt xe tăng. Máy bay 4 hạng. Ui ôi 1 phút rồi. Đi đâu? Máy bay 4 hạng hả? Đu đi cả. Anh không đu. Đu cho nhanh. Lấy máy bay đi nữa anh. Dạ, đang lấy em. Cái gì vậy? Bắt giếng được kìa. Con gà đứng đầu ta. Bắt được giếng là ngon rồi. Ủa tại sao bị giết ở ngay đây luôn? Chắc mày hại. Về tay phải đi. Hãy lại tác đi em lấy máy bay. Anh ở đây nhé em qua lấy tác em quay lại. Thôi mình bật được khiến rồi mà ta. Có thành đủ không? Dạ được. Nó phải quyết rồi. Sorry hậu nhé. Mình không lấy được đâu. Không lấy được, nó đang canh. Ừ, nó canh tác hậu. Không, để anh xuống lại, anh lấy được. Không lấy được đâu anh. Anh xuống là vo vừa mới hết mà. Anh xuống cái tác này, em giết đây này, con lấy đi. Con này lấy tác là thằng. Về bắn nhau anh. Trap đi. Đứng ngay đúng á. Nó đi máy bay xuống cả 4 thằng kìa. Mà bấm mãi không trúng nút bắn. Chán thế. Nhìn nó một hồi mới bắn. Thôi anh nghỉ nha. Ô, nghỉ sớm anh.
bắn thôi, bắn đi. Mình được xong vận mình toàn chết được không à? Để Chạy chết chịu được rồi đấy. Để ngồi Thế phết, chạy lại. ngồi phết thôi. Cho nó bật khiếu và cuối cùng mình thấy mình bật khiếu. Em bấm bắn không bắn thôi. Thì Mấy làm, nay vậy nó thì bị làm. lỗi. Rồi đâu nó. Kiểu như cái nút bắn mọi người thấy nút bắn của mình to to đấy không? Đây này. Mọi người thấy nút bắn mình to to đấy không? Nó hay có cái dòng chữ giống như hiện bắn ai ở trên đây nè. Kiểu như mình nhấm vào cái bắn cái dòng chữ mà người ta kêu nhau hay sao đó. Nên nó không bắn, phải nhấp lại lần thứ hai nó mới bắn. Cái chữ không di chuyển được anh. Được chưa? Em đâu tìm được đâu. Em bấm vô đó nó không hiển thị em. Nó không Nó không hiển thị có cái thẻ mật danh với lại cái bốn cái chữ X ấy, em kéo đi rồi, còn cái ở đây giống như nó mặc định là nó ở đó rồi. cái mặc định là 18 nút cộng người chơi còn lại thì nó hết. Nó thì di chuyển được. Tại sao mấy con gái tặng mình chơi? Vậy thì anh phải chủ động đi tán gái đi. Này, xin chào này, dạ chào anh nè. Em có thể nói chuyện với anh được không? Anh em... giờ chiều về... Về anh đi. Lại bảo em bên cho vay. Kìa. Tôi thấy anh em đang có nhiều, nhu cầu. Nhiều người yêu chứ bộ. Có nhá. Giờ đi lên này. Bắn nắp đi. Ủa sao không có súng? Nó chuối vậy. Chết mày ăn cứt rồi. Má nó ngồi nó kê rồi. Mà đừng nhận tin nữa, đập đập bắn nhau. Liền quá. Anh thêm nó nhá, anh chụp cho mày có lại hình này. Bắn nhau thì nó nhắn tin bảo em ở phi ánh là sống anh luôn này. Hà Tĩnh hả? Hà Tĩnh anh. Ừ. Hà Tĩnh bình thường năm nay lại mất mùa à. Anh có cái nào mất mùa đâu. Ngọt như sáo chó. Đúng quá, trước em bật quạt rồi đúng quá. Được rồi, nhanh. Like khi nào? À thôi. Lại vừa lòi rồi, chưa kịp sấy nó cho em vêu mồm. Mạnh nha, để anh nhận tiền với gái chú nhá. Chắc phải là kiếm được người yêu chứ. Cô đến hoài này kìa. Chân bút bên trái anh vừa. Đây. Ghê. Ghê ghê ghê. À, nhảy lên dọc như một vị thần. Bố tổ mình bảo mình 85 là bảo anh gia dữ vậy. Cay thế nhỉ. Không, nó may nó kêu anh bằng tuổi ba em. Nó nói vậy mới khóc luôn. Á đủ có tiếng súng. Nói bay kìa. Anh lên là lồ lồ lát sinh thái chứ. Ừ.
cho khẩu súng sấy nào quá yếu. À, một súng mình chết oan á. Nhìn thế này. Thôi. Ơ đâu? Thôi bắn tao ấy. Tao đang nghịch mà làm gì căng này. Chơi kỳ quá. Hết giáp rồi. Người đâu thế? Băng đàn vàng ngon đời tướng những kẻ khu khờ. Hả? Sao có giáp nhỉ? Có giáp xanh rồi. Bonjour, il faut. Vừa chơi game vừa chơi em alo máy đóng thầy mình vừa game chém vừa nhắn tin về người yêu. Người yêu đồ sao đã nghĩ tới đặt tên con là gì chưa anh? Anh nghĩ là chắc xin được mất đôi ba tin. Suy nghĩ đặt tên con là gì? Mua nó mua hầu nè. Ok ok. Lộ cho em ăn cái thính đi. Biết mẹ, bó bao. Cho ăn luôn đi. Nè đâu mà nhìn thấy mày gầy. Your teammate has been killed. Biết vậy em đổi dịch chuyển, em nhặt tác cho nó khỏe. Nhìn thấy kìa. Hôm nay tông chết đội hiền rồi. Ở ngoài đó đang còn chém nhau, chơi nhau. Ô tiêm kích nữa kìa. Vai và kích. Ê. Ê. Chết rồi. Bây giờ cho đèn nhận tin rồi nha. Nhận tin mình gái. Ừ. Lợn tiêm kích mà đi cho tao đỡ sợ hãi nào. Chưa có góc. Thôi sấy ra làm gì mấy con lợn. Ở đâu nữa vậy? Đâu sấy nữa đâu vậy? Đừng... Nó vẫn mấy sấy em. Kiếm con xe cấp rồi.
chết thôi, làm trận mới. Các bạn làm gì căng thẳng thế? Còn cái tác là làm gì canh ghê vậy? À. Chết mẹ. Your teammate is engaging the enemies. The safe zone is collapsing. Nó không kịp tác rồi. Lỡ ấn nẻ. Tích ngay với đau luôn nha. Điếp. Điếp. Không được bắt nạt ai bộ. Holographic view is released. Half of the teams are eliminated. Bỏ đi. Em sẽ đi đấu. Chết bỏ rồi. Anh Gấu ơi, chuẩn bị ra cứu em anh Gấu ơi. Nhá, khi nào em hiện tác thì em hãy ra. Còn cứu chạy cứu mà chạy. Chết hết rồi. Mà cái nhắn tin cho gái mà xíu mà chết hết rồi. Cái gì? Hello Hoàng Tuấn, hello bạn. Hoàng Tuấn thuộc nhận tay to nè mọi người. Ngày trước có bắn chung mà. Đi chung luôn đi chứ trước gì. Ủa anh. Thôi anh đi đi để em bò. Ráng qua ngoài đường như có xe sao. Anh vào bò đi, em bò được nửa máu anh ra lại. Chứ cứ cứu này mệt. Lần này anh lái hay em lái? Má em lên được máy bay còn một máu. Anh bò bò đi cho em bò một miếng nữa. Chết mẹ, trên đồi có người luôn kìa. Quái cặc kít. Quái kít vậy. Má nó sấy em ơi, nó sấy kìa. Cức luôn. Ăn cức luôn. Khói đi anh, khói đi, khói đi, em bỏ được rồi. Khói đi, khói đi, khói đi. Không có khói. À tụi. Khói này anh. Khói em vứt dưới chân á. Ok. Sống rồi. Ê chết mẹ, tự dưng điên ngoài bó. Má, ok không? Đây. Trên đây đông. Lưu lưu, xoáy cái gì của bò lưu lưu. Giữ máy bay anh ơi.
Ôi dồi. Thanh niên này chơi khói rồi. Ê, sau lưng, sau lưng. Bảo nó dừng lại cho bạn, đừng bảo nó đừng chạy nữa. Dừng xe rồi đó, nó dừng xe rồi đó. Chắc là nó nghe anh nói rồi. Đúng rồi, quý anh đồng. Với con xe này tới rồi. Xin lỗi bạn. Chắc lớn dữ vậy. Này có thanh niên dừng xe máy nha. Bản thân tôi rất tiếc. Lên anh ơi. Tiếng bay, tiếng bay. Bên phải mình đó, bề hướng sát á. Sao trên đầu rồi. Bạn này này đi xe máy đó. Kìa, có thằng núp kìa, có thằng núp kìa. Núp đâu anh, núp trong bò hả? Trong viên đại. Đi ngài, vào bò. Bò chất bò nhiều mà. À, có tiếng súng bên kia. Đi anh, xe máy nè. Hôm nay nãy giết anh đó gì. Mấy bạn canh tác đó chứ gì. Dừng tạm cái, dừng tạm cái. Bấm nhầm quá cực. Nó ở dưới ấy. Nó vừa bắt này. Đúng rồi. À đi. Ừ. Má đang nhảy nhảy phát ngay đầu luôn. Từ từ nha, chưa thấy nó. Ai. Trượt xuống cái nha. Dạ. Hết khói luôn rồi. Bom. Tôi bị lết xe vào voi. Một chút này lên xe. Nói không bằng nhau kìa. Lên giúp đỡ lại xíu. Từ từ anh ơi. Má nó thiệt ngay một. Đèn vãi. Thôi khiên thì thua rồi. Đắc tưởng tông được đó. Bảo sao mạnh dạn thế thì ra xài khiên. Tông đúng thằng khiên thì chịu. Nổ chết nhau rồi. Sớm đi. Đi làm sớm. Ok bye bye. Cơn mưa băng giá này. Ủa? Diêm nè, có gì không? Mời gái vào không? Mời, có mời trai không à? Nghe mời cú mà anh. Cú. Mời cú. Gái vào tổ 2, chúng ta mời trai. Mời đừng. Hôm nay, à, hiểu rồi, hôm nay 14 tháng 2, đâu có gái trong đây đâu. Con bé bi mèo nè, mà trong trận 14 phút rồi. Một nữ cô đơn. Nữ cordon
Đó, tìm riêng cho Má anh đồng một bạn nữ Codon. anh có người yêu đến game mà suốt ngày bỏ bỏ chơi mình chặn À, người yêu anh hay tặng sao cho em hả? à. Xin chuyển về đấy. Alien Nguyễn đúng không? Người Mấy yêu nay anh mà không suốt thấy ngày bảo tặng sao em nữa. Mấy nay đi đâu mất tiêu rồi. Hai quả khiên đi vào không lòng đất luôn. không phải con bé là bạn thôi, người yêu là người yêu đùa, À người yêu vợ anh là thôi lòng đâu phải hạt người mà yêu. Sân này kêu không ở Hà đấy Tĩnh. Này kêu ở Hà Tĩnh. đó là vừa ngại Vợ anh hai gửi màn à? hình cho mày gọi đây mày gọi Chết đang văn nhau bắt mình tần gái thật. đang Cộng một hỏi rồi. G Codon. Sao sói nào vậy? Ủa cái gì Sao vậy? đi Tại sao sói lại ra không vậy? cho tôi chat như này? Đi sói được anh ngồi chứ. Vì Đi sói sói, nào? vì gấu. Đi lại đi không với bố biến thái nữa. Làm phiền. Ủa các bạn lỡ ơi. Bạn lỡ với nhau hay các bạn lỡ Hiện rất nhiều gái đẹp. nhau. Đọc đi bộ. Rất gấp. Quá hết. Để coi việc gì đâu canh cho việc đâu à, người này cầm đây À, xe chín đây béo mới xin. Thôi xe chín béo cái này treo. Bắt vào được. đâu cục cứng đây cục mới. Người ta có xin đâu, ai xin cơ. Người ta chat lên vậy để cho sung sướng cái tay thôi. Còn một Bây bây giờ giờ có ông này, ôi giời còn ơi kìa, một bây giờ chưa chồng gãi có cu có quà à, có quà. bảy bảy năm Đâu gái có cu chứ, gái có cu chứ. cái này thành lạnh lẽo quá cho mi ôm một cái cho ấm nào. Gái có bạn Nam Smith. Không có ai hết ta. Có bạn nữ nào đang trên live không các bạn ơi? Đây, có bạn nào bạn Thảo hay gì ta? Vào vào gánh anh Đồng Nào hôm mình cái nào. Anh Đồng có những thứ bây lủng giờ lẳng rồi quá. mì phường này phường này Đồng không 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 vào rồi anh Đồng quan hệ rộng vậy nha. mà có không có bạn nữ à? Gơn Nói chung là anh không to không gái là gạt anh không yêu anh số cô đơn mà không năm nay 39 tuổi chứ còn bằng tính vest bài thì hiểu một mảnh tình chứ còn hai ba bốn mảnh tình thì có. đâu Nguyên tấm thì chỗ có đâu nhưng nguyên mảnh không có đâu. ra ra cho giới thiệu cho anh cái nhá từ người yêu cho anh cái Hôm nay hình như các bạn sao rồi. nữ đều đi 14 tháng 2 hết rồi, không có bạn nào hết ơi. À, đây. À đây nè, có IBR cần nữ có cái mic không? Đây nè, TWG nè, Miu nè. Ai người chơi đang trong trận lươn thế nhỉ? Cày thế. Vô tổ là con chủ clan bên Đây chín nào. đẹp bốn đại gái mà Ủa người chơi đang trong trận. Ủa sao kỳ vậy, đang trong trận mà vẫn nhắn tin được á? ấy nhận đi được mà Mà không anh ý là nhắn tin ngoài kênh thôi. Thôi em mời đại thằng nhóc em rồi. Không bán luôn. Để em chat thử con baby này coi tí nó chơi không. Chơi không em. Có một anh trai độc thân.
Ủa, thằng Milo xin vào rồi, vậy thôi không muốn tin nữa. Gái này anh Đồng. À, Gái đó. sao mày lại kêu gái, sao mày kêu gái là kêu anh? À, nữ đó anh. Mày bảo mày bảo mày gọi gái bảo mày chơi, mày tặng quà, bây giờ mày hỏi chơi kêu anh làm gì? Liên quan gì tới Anh có em? ý nghĩa gì đâu cuộc sống nữa. Liên quan gì tới em? Hello Anh Milo ơi. biết. Milo ơi, Milo. Nghe Milo là Milo thấy ơi. có sữa rồi đúng không? Người ta đang cho con bú Milo anh ơi. You are the jump leader. Good luck. Ngay mà chạy dân một chút người ngu người. Sao anh? Nay anh không nhậu à? Có uống về chứ, Em mới mua thế chiều, em mới đi mua nửa ký chân gà, tí nữa lai xong em ra em ngồi em uống bia quá đã. đang gặm chân gà, đang gặm chân gà Chiều trong đầu đi mua chân gà đã tắt, xong rồi thấy tiệm chân gà nướng cũng thèm nữa, tiền không có mà nhìn cái gì thèm. thì ra miền Nam ẩm thực đông nhiều hơn miền Bắc. Ok, bạn ơi. Mình cũng nói mà, tại mình bánh vợ cơ. Bên này có gái không? Bên này có gái không? Alo, Có gái anh ơi. đâu Gái có cục thịt đâu thừa, có cái cù lặn á, anh chơi gái bây giờ không? người đi ngủ rồi. Gái có cái cù lặn đó. 17 Nghe thôi nghe là cho anh khoái. tắt đấy. Thôi em có vợ có con rồi, chê. Bắn bên kia rồi. Ủa, bắn này giờ thì robot bắn à? Lươn vậy. À bên kia qua em ơi, qua 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 Khoan, khoan. Khoan, em qua trước thì tí em qua nhật tác sau. qua đây. Qua đây tí em qua ok nhật ok em tác. qua đây. Có vội nha, có vội nha. Khi nào hóa tác em mới qua ấy nha. Chưa hóa tác mà em qua đâu. Qua KMG từ này. người giờ này lỗi đam nữa. Ấn nó chưa? Đồng cũng bắt hết bốt đó rồi. Mà bộ còn dùng khiếng đấy, tôi lấy luôn đấy. Vậy mà nó chưa ăn anh. Chịu đâu ăn anh luôn. Nó phải ăn anh cơ. Ý trời mê gái vậy. Có đâu, ý trời đâu mê gái, anh chỉ hơi ham gái tí thôi. Mất quan điểm quá. Đúng không anh Đồng? Chứ thằng nào đấu đồng không mê gái với chị đâu coi đâu. Mà chuyện chán. Mấy thằng không có cu vậy. Ủa, em thấy cái họng súng nó chĩa về anh gà mà em mất máu nhiều thế anh. Ăn vậy này. Vậy còn thằng nào bắn nữa đó?
trượt đi đâu. Sao mấy giờ ta thắng mới được hai cứu nhỉ? Có lý vậy. Cái mắt trên tính quá. Nia. In không phải lấy gì em còn có thôi. On airdrop is coming. Thôi đi xem mà nó qua tới ba nó tìm mình về ông rồi đâu mình đi. Mình đi từ nửa tiếng trước rồi. Qua này anh ơi. À, được 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 được. Đứng này dậy. Mày phải lừa tao. Có gì hot Big Zero. Có cứ rớt đọt. Không, nó bắn bên anh em ơi. Nó vừa thả đạn. Thả bom này. Chưa hồi máy bay đấy. Giống thính gần mình kìa. Mọi người đi dần có thấy em lấy máy bay rồi. Máy bay còn bị qua mọi người ơi. 9 giây nữa bên mình có máy bay. Đi anh ơi. Một người bấm được rồi em. Thôi nhảy đi. Bóng mọi bạn yêu. Lia nhỉ? Em nhạy thế nhỉ? Em nhạy quá. Ông nói sớm sớm, ông được cái đợi hy vọng. Có đâu anh cứ lừa mọi người chứ em lấy rồi. Lại mất có mấy bài mất rất tốt nhưng mà thực hiện thích tiếc thích mất kìa thích mất luôn kìa kiếm xe ngồi trên kêu hao nó ăn mất của mình kìa. Chào mọi người, chào anh Sịp Dung. Hello Duy Trung. Bây giờ không có gái gì phụ thuộc. Dạ lấy bây 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 giờ lấy xe 4 nữa. Có người yêu chưa? Có yêu anh gì? Anh không nói lệch qua. Là la 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 la. Dạ anh có tặng tích đâu mà anh đòi đúng không anh? À cá xịn hay sao em? Người em ơi, một tim á. Gì hay?
anh đi cá sì á, vô tụ. Sakura có luôn. Em không đơn lực quá. Ui ui ui, tụt bắn. Nguyên team đi vào hết. Bắn lực một chi, em chạy đâu đi? Còn thằng đây nè. Em qua đi cả. Gì vậy? Ui giời ơi. Nó dùng lên da ấy. Sâu nhà. Đợi ra trái tim á. Ra chỗ kỳ quá. Mất chết rồi. Bố rồi. Bố. Ủa. Bố mà có kilo xịn mày. Con dùng đinh da chết chết đâu. Đống cỏ mà từng người. Bộ cho toàn cầm AK bị vô không? Trước bắt kia em. Mấy bạn ba chữ. Được gặp mấy bạn ba chữ. Ba chữ là ai em? Thì bây giờ có gái thì à, kêu đi. Ba chữ còn nghe có ba chữ ấy hiểu chứ. Giải thích về khó hiểu em. Dễ hiểu. Những người thông minh nhanh dễ hiểu lắm. Em là ngu này chứ. Chết thật đấy. Vậy sao mãi không hiểu. Ủa nó vừa. Em ơi nó vừa thịnh này. Anh ở gần quá rồi. Người lại đây con xe 4. Dòng đi mãi. Đi về nơi xa lắm. Ba thằng. Đợi nó kẹt thôi chứ không sấy hơi khó. À gần rồi. Quá ghê gớm. À mấy bạn bao chữ anh hiểu rồi. Hiểu gì. Thôi nói trên live kỳ lắm.
không sao cả. Không anh ạ. Đỉnh lớn. Đội nào anh? Đội sao đấy? Sao đội cao nhất ở dưới đấy. Đang nằm kìa anh. Anh ninja lên đây sọc phát vào mồm em coi nào. Đây này anh. Nó giết anh ạ. Nó giết anh ạ. Có đủ nó giết em. Sai lầm của chúng ta là quá tin vào anh gà. Nó nằm sẵn đó rồi, em nói anh đi ra tới sọc nó rồi mà anh làm vậy đấy. Anh thấy cái thằng kia kìa, không thấy thằng này. Con gì ạ? Đi chơi tiếp. Kinh khủng anh gà, mất cả chì lẫn chài. Hết rồi ơi. Em thả anh ngay một nó luôn. Ủa em đứng trước mặt nó luôn đó anh, để nó sấy em đó anh. Chát anh gà. Em thấy anh đi ra chéo chéo. Ờ anh tính chạy đâu nha. Đâu có anh gà. À, nó đứng yên kìa anh cả. Quá đủ. Ủa sao nó không bắn anh, bắn em? Bởi vậy nó xấu trai đúng không? Đồ ghét em. Kỳ ghê. Đâu có làm gì đâu, nó ghét em. Đi anh. Rồi, Milo chết rồi. Bốt không nhỉ? Ủa hết người thật rồi. Gà nhìn quay xe điệu nghệ nè. Nào. Quay xe góc hẹp. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua đường vòng quanh con. Chết mẹ cả xe. Leo leo. Leo leo bắn ông chút. Khó lắm anh Đồng ơi. Nè đứng trước mặt cho anh Đồng bắn luôn nè. Lêu lêu á đù. Chết mẹ rồi. Chết mẹ. Ngạo ra. Giờ nó giết một cái thì có cười é. Ấy đừng cứu, để con bốt nó giết anh gà. Để con bốt nó giết anh gà. Bốt ơi bên này nè bốt. Đây qua đây qua đây qua đây qua đi. Con bốt nó không lại ta. Bốt mù nè, đi đi đi. Đi theo tao. Đúng rồi, đi theo tao. Đừng cứu, đừng cứu, đừng cứu. Bốt tới rồi. Đúng quá anh Đồng. Nó cứu anh trong người. Đây, đây nè bốt ơi. Đấy nè. Chết mẹ, chết bò. Tôi cho con bốt nó giết đây. Ủa sao nó không giết anh hả? Bốt ngu. Ôi, bốt này nảy nhắm bắn anh gà này. Mày láo mày. Ủa nó chết bò luôn. Không được cứu luôn. Quái thật. Chán con bốt quá. Mấy người nè, người nè, người nè, người nè, người nè, người nè, người nè. Đấy. Milo nè. Có đâu. Quá được luôn. Được của nó. Chết mẹ rồi. Ủa người thật kìa. Thế mệt quá.
này không phải chơi game mà bị game nó chơi rồi. Nó bắn gì đâu mà. Bắn trước mà không ăn được người ta. Đang bị chửi đó. Quay lưng lại cho bắn được chứ. Tệ ha. You are the jump leader. Good luck. Holographic. Đây xem gà nhảy. Nhảy đi anh. Gà có cánh phải bay chứ. Đây làm gì có ai có cánh đâu. Chẳng lẽ để cái tô canh chua để cái nồi canh chua bay. Đây và nó phi lý. Con lợn Duy nó đưa vợ con đi Big C mà nó đi đi từ chiều giờ chưa về, đi tìm bạn trai cho con gái luôn hay sao ta. Muộn quá. Hạ tim cho cây đèn cá. Nhảy chỗ càng đông hơn, chỗ càng ấy. Điều này nữa, tên nên lo cái team 2, team này, team 3, team đây là nè. Nhặt tác em nhé anh. Thằng nào chết cho thằng làm chó. Cái này có camera này anh ơi. Trên trên tầng trên tầng. Lo bắn giáp, cũng hết giáp rồi, không có cái giáp của con người. Thì không có luôn. Chê kê à. Bị xin gái à. Bắt tới đạt bóng số 3000. Thằng kia. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Nhật đây nè, đứng cầu thang nè, đừng bắn. Ok ok ok, đừng bắn anh gà ơi. Anh Minh Nhật à. Tìm anh đâu? Tìm anh đâu? Bắn chết đi. Anh đồng lầy quá nha, anh đồng. Vừa phọt cái chết đâu, chắc tức lắm á. Anh đồng lầy lắm nha. Để cho anh lấy đi. Lấy đi chỗ khác đi, không thì sọt lùn rồi bây giờ. Em có nòng ấy giờ rồi đó. Your teammate is on the revive flight. The safe zone is collapsing. Nghe chân gần nè. Bốt à? Bốt.
Ủa sao mấy bạn đã bốt cứu nhỉ? Hai cứu mất được. Ok ok. Ủa sao giải chúng đây vậy? Gần mãi không cho slot bút đi mặt bây giờ liên lẹo. Mùng ra gì ấy. Cầm sao hết trận thôi. Đừng để anh gây mù mắt cho mọi người. Cao vô cực à, vậy là farm có kìa. Bà ơi, còn không giấu được chứ. Hôm có thằng kính sáu gốc cây. À, team đó hôm bữa hồi đợt hay chơi, hồi đợt này ít rồi. Chuẩn bị bắn tiêm kích anh à? Nó đang lấy góc nữa, lấy góc. Nó hạ là bắn. Này lượn mãi nó chưa lấy được cơ. Đấy, vậy là cũng gamer như mình rồi. Ai phát bố. Ôi ba ơi, trong mình kìa anh. Ok thôi, cho các bạn xong. Su 30. Ơi, nó bắn máy bay mình kìa, bắn ghê không? Bắn đạn thẳng đường luôn kìa. Vậy mà không bắn chết anh kìa. Trên này gặp hack. Ủa tên, à đúng rồi, thằng hack tên tít kìa. Ok ok, nãy ở kia có xe thì không lấy nhỉ. Này ở chợ đen này có xe bay không lấy. Để. Đi tạm rồi. Ở đây có con xe này. Thôi anh gà lái đi, em lấy xe. Anh gà lái nha. Em lái cho anh Đồng ơi. Ơi. Đấy. Chết thật. À đầu kia còn chiếc nữa kìa. Lấy một cái máy bay để ra chứ. Lấy một cái máy bay đi ra. Không, máy bay nó yếu với lại ấy rồi. Dừng anh, em lấy chiếc này. Rồi, 4 người 4 cái. Đây, chip farm nè, chip farm. Được farm trước này. Ở đây có hai thằng này. Trong hình. Ngồi xe. Có hack rồi mà các bạn cứ chạy phong phanh vậy. Ủa đang ngồi xe nó hả? Ôi thôi, chạy đi. Hack tới. Chưa biết hướng nha. Không, hai thằng nó lia luôn mà. Ừ ra chạy nhanh quá. Bắn ở trong đó. Em ơi, không có nhảy xuống ốp được đâu. Nó êm mà. Mày dậy hack đi con trai. Anh Đồng ơi, quay lại cứu anh Đồng ơi. Em bắt được thằng hack rồi. Mày nhặt tác hả mày?
Nhặt tác hả mày? Chết mẹ nó quét tác kìa. Rồi Lia. Thằng nào? Lia tìm hack rồi. Lia. Thằng em mới giết nè, nhặt tác nè. Hỗn hào. Chị game kẹp hack. Lên lấy lại con xe. Vài bữa làm cái giải bán cho vui. Ok anh, để em kêu gọi rồi em làm giải, hoặc là em làm giải cho Vinagame được. Một con xe của mình ở đây bị thó mất rồi. Anh Trần Sơn là anh Minh Nhật kìa. Anh Minh Nhật đấy. Cứ đang ăn mà thả ngay giữa 3-4 thằng nữa. Hát với chúng tôi. Má ý trời. Đúng chán ý trời. Còn 19% nữa đó anh ạ. Chậm hắn xe mình đẹp quá ta. Đây là cuộc thi đua xe bắn súng. Không đi đâu, lấy xe chạy vui hơn đấy. Bắt đầu đi chụp biệt. Em đi xe máy em chạy cho đã. Đúng rồi anh ơi, anh Minh Phạm ơi, hello anh nhé. Chết, mẹ này giờ em quên mất. Móc chó ngồi chơi quên chưa cắm sờ. Bày gớm như anh Đồng, đúng anh Đồng, chạy xe thì bố ai bắt được. Chỉ xe như lên Đồng. Tự nhiên bay tút trên trời, trên đồi xong là lùi giật lại 6 kích. Hôm bữa anh chạy, anh chạy còn nhanh hơn, chạy lùi còn nhanh hơn chạy tiến này cơ. Tạt đầu tiêm kích. Ơi bên nhà máy lọc mất máy bay nè. Đúng không? Nổi máy bay bên này mà. Đây con máy bay nè, bên khu quân sự nè. Em phát gì không anh? Chịt nó đi anh. Anh có. Nó quay anh này. Nổ máy bay rồi, nó nhảy xuống hết sân bóng rồi. Quá wow, ném bom chùm nữa chứ, lầy ghê. Ủa sao anh bị giết rồi? Người đây. Từ anh, em thay đạn cái. Anh tưởng bot, để vừa chỉ còn bot shop này còn bot. À đâu? Mấy em dừng xe, cái nó bắn em xít để chạy à? À đâu? Ôi, có slip. Đúng rồi, có slip mà. Có tiếng chân gần. Ủa alo.
bị gì hai thằng luôn. Thằng nó đang yếu rồi anh nào. Một cục nó đang chết đi. Ba thằng em ơi. Ba thằng mà ơi. Một thằng không? Ôi nó còn có FHG nữa tề. FHG chắc quỷ đồng quá. Đù pin yếu. Má pin yếu. Vãi cần đang lái với mày pin yếu đứng luôn. Vãi cả người em đang bị gì ấy. Giữa người em đéo chết. Em bị ngu quá anh.